Rồi bữa nay anh em ra đồng giải trí anh em. Máy này là máy 105 luôn, mới vừa xả giạc này. Hôm nay mưa quá mưa đó anh em ơi. Cho nên mình quay cũng khó quay. Kéo đang đi xuống gần luôn. Đang về sao giờ cái xuống này nè. Trời bữa nay chuyển mưa, sáng tới giờ mưa mới vừa dứt hột. Trời chuyển mưa có gió anh em thông cảm anh em ơi. Máy 105 nó cắt ở đây nè. Máy nó đang hoạt động luôn đó anh em ạ. Trời chuyển mưa màn hình tha tối anh em thông cảm. Xe kéo này cũng to lắm đó nè. Xe này đi 3 người. Chở 2 lớp à. Thank you.
ba lớp quá dữ, xe kéo này quá dữ luôn đó anh em ơi, ba lớp máy luôn, quá khủng luôn. Trời chiếc mưa màn hình hơi tối, anh em thông cảm ha. Đang leo đê nè anh em. Mình đang ở đồng Chi Tôn An Giang đó anh em. Quá dữ, xe kéo nè. Kêu gì dữ à. Ba lớp máy có đoạn này nó sập nè anh em, cắt nó lâu. Trời cũng chuyển mưa nữa rồi đó anh em ơi. Cái lưới sập chậm lại. Sập con lỗ đó.
quá đứng luôn đó nè mà. Quá dữ cái giống. Cây lúa gió thiếu bao hết bao lấy bao thêm. Đậu đậu luôn, đậu bán bánh tiêu luôn. Tỏi. Nãy ở trong bờ mình quay ra, bây giờ ở xã hậu mình quay tới nó mới nhìn thấy nó. Mình đang đi theo đoàn máy cắt đi giật lúa lên xe. Đi theo mấy anh này ra đồng giải trí, anh em cũng giải trí chung với mình cho vui ha. Anh em lì xì cho mình một màn, chân thành cảm ơn rất là nhiều. Máy chậm lẹ nó đang đi ra đó nè. Nó xíu xíu à. Hậu này dài quá dài luôn đó anh em ơi. Rồi đầu luôn. Quá tuyệt. Mình đang đi vô đó nè, xe lúa đang lấy cũng gần đầy rồi. Đây lúa rồi. Thank you.
cảnh núi quê mình mùa mưa cái màu đen đen xanh, còn trời nắng thì hơi vàng vàng. Đang leo đê nè nè. Đê này dốc đứng lắm. Qua. Wow. Qua wow, đứng. Gia đồng giải trí anh em lì xì cho mình một like ha. Đến Kinh Dũng miền Tây, mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đó, sẽ kéo đằng lên mới dốc lên dốc vừa xong đó nè. Tới cây lúa nè. Quá dữ, cây lúa này nhiều quá nhiều. Gió quá gió bữa nay. Sáng tới giờ mưa mới cắt được lúc 1 giờ đó nè. 1 giờ chiều. Hôm nay mưa quá, quay video khó quay quá. Quay không được. Mưa gió quá cực khổ luôn đó nè mà. Gần cuối rồi đó anh em ơi. Lô này 35 công 105 nó cát, nãy giờ cũng gần cuối rồi. Thank you.
đang leo đê luôn đó nè mày. Anh em cắt lúa ngày nay cũng vừa xong rồi đó anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Hẹn video kế tiếp luôn đó anh em.